Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Siêu Thị Hải Minh. Vào đầu xuân khoảng tháng 2 thì miền Bắc bắt đầu có những cơn mưa phùn. Chính vì thế mà độ ẩm ở trong nhà hay là ngoài trời tăng cao, dẫn đến hiện tượng nồm ẩm. Đây chính là thời điểm mà con người dễ bị ốm nhất. Để bảo vệ sức khỏe của chính bạn cũng như người thân trong gia đình thì bạn nên sử dụng chiếc máy hút ẩm. Trong các dòng máy hút ẩm của hãng Fuji E thì máy hút ẩm Fuji E HM614EB từ công suất cho đến kiểu sáng đều phù hợp với các hộ gia đình. Để lý giải cho điều trên thì trong video này tôi sẽ nói cho các bạn về những ưu điểm và hướng dẫn cách sử dụng của máy. Đi kèm theo máy hút ẩm Fuji E HM614EB bao gồm một chiếc máy hút ẩm và một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu các bạn về cấu tạo của chiếc máy hút ẩm này. Chiếc máy hút ẩm này có vỏ ngoài chắc chắn, thiết kế nhỏ gọn. Bên trên có Innovo của Fuji E. Đây chính là điểm chung của các dòng máy của Fuji E. Để bạn có thể nhận biết được là sản phẩm của hãng. Mặt trên của máy bao gồm cửa thoát khí và bảng điều khiển cơ. Tay cầm tiện lợi giúp việc di chuyển dễ dàng. Còn đây là kem kích hoạt bảo hành của máy, để bạn có thể phân biệt được hàng giả và hàng nhái. Bên dưới là các thông số của máy. Đằng sau của máy bao gồm khe hút gió, ống hút nước và phần bình chứa. Phần khe hút gió này bạn có thể tháo rời ra được. Bên trong thì có màng lọc E3. Đây chính là màng lọc lọc sạch các bụi bẩn, vi khuẩn, nấm mốc. Khi tháo hết màng lọc ra, bạn có thể nhìn cận cảnh được bên trong của chiếc máy. Đến là phần khe hút nước. Đây chính là bình chứa nước thải. Còn đây là phần dây điện để cắm để khởi động máy. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy. Trước khi hướng dẫn các bạn cách sử dụng, tôi sẽ giới thiệu qua cho các bạn về các nút ở trên máy. Đây chính là nút nguồn. Còn đây chính là nút giảm nhiệt độ ẩm, nút tăng giảm nhiệt độ ẩm, nút hẹn giờ, đèn báo hẹn giờ, đèn báo xả tuyết, màn hình hiển thị, đèn báo khi đã cắm điện, đèn báo khi thùng nước đầy. Điểm lưu ý của chiếc máy này là bạn cần phải mở cái phần nắp này lên, sau đó bạn mới khởi động. Như vậy thì gió mới có thể lan tỏa được ra phía bên ngoài. Để chi tiết hơn, bắt đầu tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng. Đầu tiên, để khởi động máy, bạn cần phải bật nút nguồn. Nhưng nếu bạn mở nút nguồn lên mà bạn không mở cái nắp này thì phần gió sẽ không được thoát ra bên ngoài. Chính vì thế, bạn cần phải mở. Ở trước khi sử dụng. Ở trên màn hình hiển thị đang có độ ẩm là 54. Và bây giờ tôi muốn điều chỉnh độ ẩm, tôi muốn giảm độ ẩm xuống. Và nếu như tôi muốn tăng độ ẩm thì tôi sẽ ấn nút này. Tôi muốn hiện giờ cho máy hút ẩm. Tôi sẽ ấn vào biểu tượng có hình đồng hồ. Và khi đó thì đèn báo bắt đầu phát sáng. Bạn nên để ý đến đèn báo của thùng nước. Nếu như thùng nước đầy thì đèn báo sẽ phát sáng. Và việc bạn cần làm là phải đổ nước đó đi. Sau khi máy hút ẩm hoạt động một thời gian thì đến giai đoạn máy hút ẩm sẽ xả tuyết. Và khi máy hút ẩm xả tuyết thì máy sẽ có đèn báo phát sáng. Vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong rồi đó.
một số lưu ý khi sử dụng chiếc máy hút ẩm Fuji EHM614EB như sau. Thứ nhất, không để máy gần trẻ nhỏ tránh nguy hiểm. Thứ hai, bạn nên kiểm tra dây nguồn, nếu bị hỏng thì nên thay thế. Thứ ba, không chạm tay ướt tránh bị giật. Thứ tư, bạn nên thường xuyên kiểm tra phần khe hút gió, nếu bạn thấy phần này bị bẩn thì nên đem đi vệ sinh sạch. Phần tôi vừa giới thiệu về chiếc máy hút ẩm Fuji EHM614EB. Các bạn có thấy chiếc máy hút ẩm này có phù hợp với gia đình của mình không? Nếu các bạn muốn được tư vấn hay là đặt hàng, hãy gọi vào số điện thoại của siêu thị Hải Minh, hoặc các bạn có thể truy cập vào website siêuthihảiminh.vn để các bạn có thể tham khảo thêm các dòng sản phẩm khác. Nếu các bạn thấy video này có ích, hãy like và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để đón chờ xem những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.